chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Thời Vận của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc Hằng đến nơi, những khuôn mặt quen thuộc đã tề tụ đông đủ. Sòng bạc chiều thứ sáu bao giờ cũng náo nhiệt hơn những ngày khác, bởi có thêm nhiều tay chơi cuối tuần, kèm theo dăm ba người chầu rìa đứng bu quanh tìm cảm giác mạnh. Bà Xuân, chủ nhà, đang châm thêm nước lạnh vào máy lọc cà phê, liếc nhìn đồng hồ trên tường và hỏi Hằng: "Ở sở tới thẳng đây luôn phải không? Cơm nước gì chưa? Ăn đĩa bánh cuốn cho chắc bụng đã, không rồi lại đói." Bà biết Hằng mò đến giờ này, tức là sẽ ngồi lại cả đêm. Nhưng chuyện ăn uống đối với Hằng không quan trọng. Nàng lách đám đông, tìm một khoảng trống, thò đầu vào, theo dõi ván bài đang căng thẳng. Chủ sòng nhắc lại lời mời một lần nữa, Hằng mới hững hờ đáp: "Ăn tiền sướng hơn, ăn bánh cuốn làm sao ngon bằng tiền." Bà Xuân tiến lại sau lưng Hằng, làm ra vẻ ân cần: "Đừng có nóng gỡ, ai chạy mất mà lo, ra ăn bánh cuốn đi đã." Hằng không nói gì nữa, nàng đã dồn hết tâm trí vào những quân bài đang bày ra trước mặt. Chung quanh chiếc bàn tròn phủ một lớp mền mỏng, sáu con bạc gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, đầu cúi thấp, mắt mở trừng trừng, tập trung mọi nỗ lực vào cuộc ăn thua qua canh xì phé đang ở hồi gay cấn nhất. Khói thuốc bốc lên dày đặc, quyện quanh cái bóng đèn 300 quá sáng rực treo lơ lửng trên đầu họ. Rồi một bà bỏ cuộc, cười cười đếm lại vốn liếng. Bà này cũng cỡ tuổi Hằng, mấy năm trước còn nghiêm trang, gần như lam lũ, gần đây tự nhiên đổi tính đổi nết, lúc nào cũng yêu đời ra mặt, nói năng trẻ trung và lắm khi táo bạo. Hỏi ra mới biết bà vừa bỏ chồng, còn đang tận hưởng cái thú độc thân. Bên cạnh bà, gã đàn ông ném thêm tiền vào, rung rung rút quân bài chót, khum bàn tay, vẹo mồm, nặng từ từ cho sướng mắt. Có người trầm ngâm, xoa cầm tính toán, có kẻ suy nghĩ trùng hẳn lớp da trên trán. Không khí cực kỳ nghiêm trọng, khiến kẻ trong người ngoài đều tự dưng im lặng. Nghiêm trọng ở chỗ tổng số tiền quăng vào nọc đã đắp thành một đống khá cao, trong đó thấp thoáng nhiều tờ giấy trăm. Khá lâu, đám người chầu rìa mới sốt ruột ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Họ là những kẻ đang nôn nóng chờ nhập cuộc, hoặc đã cháy túi, rút khỏi vòng chiến, nhưng còn nuối tiếc nán lại quan sát. Hằng ngẩng lên liếc qua một lượt, nhận ra hầu hết những khuôn mặt mà nàng đã từng có dịp đụng độ nhiều lần. Mắt nàng dừng lại ở Nghĩa và ném một tiếng thở dài vì thấy sắp tiền trước mặt Nghĩa trội vượt hẳn cả năm người kia. Nghĩa vẫn hơi như tuần trước, gã ngồi ửa người ra thành ghế, dáng điệu thoải mái của một kẻ tự tin. Bàn tay phải gã cầm cây bàn nặng, khẽ giơ lên chào Hằng. Hằng gật đầu đáp lại và phá tan không khí yên lặng bằng một câu chúc miễn cưỡng dành cho Nghĩa: "Lúc nào láng cũng trùm làng, tài thật." Nghĩa nhếch mép cười thỏa mãn: "Đen tình đỏ bạc chị ơi." Câu nói quen miệng người ta thường nghe ở các sòng bài, chẳng mang một ý nghĩa nào cả, nhưng chợt làm Hằng để ý đến Nghĩa. Chưa bao giờ Hằng mảy may bận tâm đến gã, mặc dầu hầu như lần nào đến đây cũng thấy gã có mặt. Gã thua Hằng ít lắm, cũng 5-7 tuổi. Lấy vợ lần nào hay chưa thì Hằng không biết. Chỉ chắc chắn một điều là hiện Nghĩa đang sống một mình ở sòng bài. Nghĩa có phong độ của một tay chơi hào sảng, không ăn no, không chạy làng, cho nên từ chủ chứa đến con bạc đều có thiện cảm. Xì phé đãi ngộ Nghĩa thường xuyên, từ ăn tới huề, ít khi thua. Có dạo người ta ngờ gã đánh bịp, định tẩy chay, nhưng gia chủ hết lời biện hộ vì biết rõ Nghĩa sòng phẳng. Vả lại, bài ni lông đặt trong con cốc bằng gỗ thông, làm sao đánh dấu được mà bịp. Riêng Hằng thì rõ ràng kỵ vía Nghĩa rất nặng, bởi đấu trí với gã lần nào nàng cũng thua đậm. Mà càng thua, Hằng càng tự ái, muốn đụng với Nghĩa. Thứ sáu tuần trước, vừa hết giờ làm việc,
Hằng từ sở điện thoại về báo cho chồng biết nàng ở lại làm overtime đến sáng. Kỳ, chồng Hằng vốn thật thà, ít khi nghi ngờ thiện chí của vợ, lại chưa hề biết vợ mình say mê cờ bạc, nên nghe vợ bảo phải làm cả đêm, anh rất mũi lòng tội nghiệp. Nhưng anh không cản vợ bất cứ điều gì. Hằng cũng biết tính chồng dễ bị gạt, nên cứ lâu lâu lại bày trò làm overtime, rồi lái xe thẳng lại đây, chỉ kịp gặp khúc bánh mì trước khi nhập trận. Tuần rồi, Hằng không may, mới 2 giờ sáng, vốn liếng đã cạn sạch. Nàng đứng dậy chạy ra góc phòng. Ở đó trên chiếc sofa sờn nát, luôn luôn có ông thần tài ngồi ngủ gà ngủ gật để chờ thiên hạ gõ cửa xin tăng viện. Ông không đánh bạc, không biết trong cổ bài Tây quen thuộc kia quân nào lớn hơn quân nào, nhưng ông hiện diện thường trực tại đây để kịp thời mở lòng từ bi, cứu vớt những tay chơi gặp vận đen cháy túi mà giữa lúc cuộc chiến chưa tàn. Ít ai biết đến tên thật của ông là gì. Ngày mới qua, ông có mở tiệm sửa đồng hồ ở San Francisco, lấy tên là Dạ Quang, và từ đó người ta cứ gọi ông là Dạ Quang cho tiện. Ông tự cho phép mình về hưu đã 10 năm nay, ở tuổi trên dưới 40, chuyển sang lãnh welfare một thời gian rồi hành nghề cho vay kiếm lời. Từ đấy, ông lại có thêm cái tên nữa là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, viện trợ cho những người lâm vào bước đường cùng mà không thể vay mượn được ở ngân hàng. Lúc kinh tế thịnh vượng, thương mại trong cộng đồng thi nhau đua nở, ông là nguồn tài trợ giúp nhiều người tạo dựng cơ sở. Khi ngành địa ốc phát triển, thiên hạ ùn ùn đầu tư vào nhà đất, cũng chính ông đã giúp lắm người tay trắng trở nên giàu có. Dĩ nhiên ông cũng có phần, bởi đôi bên đều có lợi. Thời vàng son ấy kéo dài được hơn 2 năm thì mọi sinh hoạt đều ngưng trệ. Ông chia sẻ sự thăng trầm của thị trường, chịu đựng những thất thoát như bao đồng hương khác trong thành phố. Thân chủ của ông trong giới kinh doanh cứ thưa dần rồi mất hẳn. Ông lui về chờ thời, ẩn dật quanh các sòng bài và siết lại nguyên tắc cho vay với những điều kiện khắt khe hơn. Bần cùng sinh đạo tặc, nhiều người bản chất không xấu mà gặp lúc túng cùng cũng đâm ra lừa đảo. Nghề cho vay không lựa chọn đúng đối tượng thì chẳng mấy chốc mà khánh tận. Có người trách ông cho vay tính tiền lời cắt cổ, nhưng đó là nghề của ông, không thể làm khác được. Vả lại, người ta tìm đến ông chứ ông có ép buộc ai đâu. Chính ông cũng phải chấp nhận rất nhiều bất trắc, bởi cho vay kiểu của ông vốn chỉ là một thứ khế ước bằng miệng, một thứ tín dụng không đem nhau ra tòa được, mà chỉ dựa trên lòng tin giữa những người quen biết nhau. Ông cũng đã mất rất nhiều, đã dầm mưa dãi nắng, lặn lội đòi tiền nhiều khi rất dai dẳng mà vẫn bị quỵt. Cho nên việc ông tính lãi suất cao cũng chỉ là để bù qua đắp lại mà thôi. Huống chi không có ông thì dân cờ bạc khổ sở lắm. Bởi chẳng lẽ giữa đêm khuya còn đang nóng máu mà phải ôm hận bỏ về. Ông đưa cho Hằng 3.000 làm láng mới. Hằng kỳ kèo mượn thêm, nhưng ông từ chối thẳng vì món nợ cũ nàng chưa thanh toán. Gặp lúc vận đen, 3.000 chẳng thấm vào đâu, không đụng độ được ván bài nào cho ra hồn, chỉ đem trải đường cho thiên hạ rìa dần, và khi trời chưa sáng rõ, Hằng đã hết sạch. Kinh nghiệm người đời thường bảo, khi thua bạc, đầu óc người ta trở nên cực kỳ sáng suốt, nghĩ hết mọi cách để xoay tiền gỡ gạt. Hằng khẩn khoản mượn thêm ông Dạ Quang. Ông lạnh lùng lắc đầu, nhắm mắt ngủ. Đang cơn cay cú, Hằng chạy sang phòng bên cạnh, đánh thức bà chủ nhà dậy, nằng nì giật nóng độ 1-2 ngàn, nhưng không có kết quả. Hằng buồn rầu trở lại sòng bài, bưng tách cà phê, kéo ghế ngồi cạnh Nghĩa. Nhìn thiên hạ sát phạt cho đỡ ghiền, nàng nghĩ đến mấy cái thẻ tín dụng đã kín mít, không thể rút tiền được nữa. Hàng chục món nợ lặt vặt trong sở và người thân. Đầu óc Hằng choáng váng, mắt mờ hẳn đi, vừa vì thiếu ngủ, vừa vì lo lắng.
Chung quanh Hằng, những bàn tay vẫn thoăn thoắt rút bài, từng nắm tiền vẫn tiếp tục ném ra, và lâu lâu vài giọng cười đắc thắng vang lên như những mũi tên đâm vào tim nàng. Hằng nhìn dáng điệu khoan thai của Nghĩa đang nghiêng người đốt điếu thuốc, nheo mắt tránh khói và đăm chiêu suy tính trước khi quyết định lật con bài tẩy của đối phương, nàng thèm thuồng nhìn đống bạc trước mặt Nghĩa. Tiếc rằng mình không đủ thân để hỏi mượn. Mà dù có thân, chuyện vay mượn ngay giữa tại sòng bài giữa những người đang lâm chiến là điều nên tránh nghe né, vì người ta sợ xui. Dân chơi lắm kẻ tự đặt ra những quy luật kiên cự rất lạ. Trước ngày đi đánh bài, tuyệt đối không ăn thịt vịt, không cho ai mượn tiền, xuất hành chỉ sợ gặp gái, toàn những điều vô lý, nhưng nó thuộc về niềm tin nên không thể giải thích. Nghĩa có lẽ không dị đoan như vậy, vì rõ ràng Hằng đã từng thấy gã đưa tiền cho người khác giữa lúc vận đang đỏ mà vẫn chẳng sao. Nghĩ vậy, nàng đưa ly cà phê của mình cho Nghĩa và động viên tinh thần. Uống một hớp cho tỉnh, ván bài lớn phải tính cho kỹ. Nghĩa gật đầu cảm ơn, tươi cười đỡ lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở mạnh và quăng xấp tiền dày cộm ra giữa sòng. Bàn tay gã run run rút con tẩy của đối thủ, hồi hộp đưa lên coi. Nhưng chưa kịp xem kỹ thì kẻ thấu cái đã não rùa kêu lên nho nhỏ. Thôi, ăn đi, đụng nhà giàu không nổi. Nghĩa dụi điếu thuốc, chậm rãi quơ đống tiền về, nhã nhặn phân mua. Tại đang hên nên bắt liều đấy thôi, 10 phần thấy thua đến 9. Đám đông chung quanh đều lắc đầu suýt xoa và tỏ vẻ đồng ý với Nghĩa. Một người cay đắng nhận xét, bắt ván ấy thì ẩu thật, đúng là nhà giàu, không biết tiết tiền. Hằng góp ý đưa đẩy, cao chứ không liều đâu. Anh Nghĩa tính bài kỹ lắm, cứ tưởng anh ấy bắt đại là lầm to. Nghĩa vừa xếp tiền vừa quay sang nhìn Hằng. Hên đấy chị ạ, nhờ ly cà phê của chị tươi lên tinh thần. Nói thật, gặp chị thì chắc chắn là tôi bỏ, không dám bắt. Nhưng ông Châu nổi tiếng là hay thấu cái nên tôi mới lật tẩy. Tiếng ồn ào làm chủ nhà thức giấc đi tiểu. Thấy Hằng ngồi chơi xơi nước, bà tỏ vẻ phân ưu rồi dục Hằng nằm ngủ một lúc cho khỏe, nhưng Hằng biết mình không thể nhắm mắt nổi. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, nàng sẽ lái xe về, coi như hoàn tất một đêm làm thêm giờ tại hãng điện tử. Một lát sau, Nghĩa bỏ bài đứng dậy, lại bàn cà phê ăn miếng bánh ngọt, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Hằng vội vã bước theo, đợi gã ở cửa, tháo sẵn chiếc nhẫn hột xoàn chìa ra trước mặt Nghĩa và ấp úng đề nghị. Anh Nghĩa, cái nhẫn này năm ngoái nhà tôi mua tặng tôi nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Giá 6.300, tôi còn giữ receipt. Anh cầm đỡ cho tôi 5.000, tuần sau tôi chuộc lại. Dĩ nhiên Nghĩa không lạ gì với cảnh cầm bán tại sòng bạc, bởi chính gã cũng đã từng lâm vào tình trạng ấy. Gã cũng không thắc mắc về câu chuyện Hằng mới kỷ niệm ngày cưới có 10 năm mà có đứa con gái nghe nói đã 16 tuổi. Ngôn ngữ sòng bài quanh co bất nhất như vậy là bình thường. Ánh sáng trắng xanh của mấy bóng đèn neon từ trong phòng tắm hắt ra soi rõ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhạt nhòe son phấn của Hằng. Nhất là đôi mắt mở to khẩn khoản ngước lên nhìn Nghĩa làm gã thấy tội nghiệp, khó lòng từ chối. Tuy nhiên, con số 5.000 đồng Hằng vừa nêu ra là một món tiền quá lớn, gã chưa thể gật đầu ngay được. Cầm đồ ở sòng bài bao giờ cũng nên ép giá xuống mức rẻ mạt nhất, bởi kẻ thua bạc như người chết đuối, đưa ra bao nhiêu cũng phải nhận. Hằng tha thiết nói thêm, nhẫn cưới tôi không thể bỏ được, anh yên chí, chỉ vài ngày tôi phải lấy về, rủi ông xã tôi hỏi thì chết. Nghĩa nhìn Hằng ái ngại, dáng người nàng nhỏ nhắn, thấp hơn Nghĩa khoảng nửa gang tay, đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào tường, làm nàng càng lùn xuống. Cái áo thun màu mỡ gà lúc bước vào sòng bài còn nhét gọn ghẽ trong quần, bây giờ sổ tung ra, Hằng không bận tâm đến nữa. Tâm trạng chán chường của kẻ thua bạc còn để ý gì đến mọi thứ chung quanh, Nghĩa nhắc nhỏ. Sao chị không đưa nhẫn cho ông giả quan, ông ấy cầm cho chị?
Hằng khổ sở không biết trả lời thế nào. Nàng đã vay quỹ tiền tệ quốc tế đến mấy lần chưa trả được, làm sao dám mở mồm hỏi thêm. Huống chi giao nhẫn cho ông Dạ Quan, dù ông có bằng lòng, Hằng cũng sẽ chỉ nhận được món tiền hết sức khiêm tốn, không đủ cầm cự một láng. Người sành sỏi như ông Dạ Quan khi định giá chiếc nhẫn hột xoàn tại sòng bài thường làm chủ nhân lặng người đến phát sốt, vì không thể ngờ ông dám đưa ra con số táo bạo như vậy. Hằng thở dài tuyệt vọng toan quay đi thì Nghĩa phân trần. Thú thật với chị, tôi còn đến 3 cái nhẫn như thế này ở nhà, cầm của người ta đến nửa năm rồi mà chẳng ai chịu chuộc. Giá tôi có bồ thì giờ này con bồ của tôi chắc đã đeo đến 3 cái nhẫn. Gã nhìn Hằng cười hiền lành, Hằng cũng gượng cười theo và níu kéo. Người ta khác, tôi sẽ chuộc, không thể bỏ cái nhẫn này được. Vừa lúc ấy từ sòng bài có tiếng gọi, Nghĩa đâu rồi, bộ tính đi ngủ hay sao đây? Nhìn ánh mắt van nài của Hằng, Nghĩa mũi lòng đỡ lấy chiếc nhẫn nhét vào túi, rồi móc bóp trao tiền cho nàng. Tuy vậy gã cũng thành thạo rút xuống 1.000 và bảo Hằng, chị cầm đỡ 4.000, càng dễ chuộc. Hai người trở lại chỗ cũ và sòng bài sống động hẳn lên vì có thêm tay thứ 5 là Hằng. Trời chẳng chiều lòng người, cứ đến 8 giờ sáng thì vốn liếng trước mặt Hằng chỉ còn khoảng vài trăm. Tiền của Nghĩa rốt cuộc lại quay về với Nghĩa. Chủ nhà đang chuẩn bị thức ăn sáng, nhìn đồng hồ trên tường, 2-3 lần giục Hằng ra về vì đã hết giờ overtime. Vốn sống bằng nghề chứa bạc kinh niên, bà rất sợ gặp chuyện phiền toái mỗi khi thân nhân của con bạc đến tìm và to tiếng chửi bới. Năm ngoái đã có người đàn bà dắt theo đứa con trai kéo đến nổi trận lôi đình trước cửa sòng bài của bà. Bà mẹ định châm lửa đốt, đứa con nằng nặc đòi gọi cảnh sát đến dẹp. Bà xuông nhúng nhường dàn xếp mãi mới yên. Về sau bà khám phá ra nguyên nhân của chuyện này là một thân chủ của bà có đứa con bị xe hơi cán gãy bàn chân, thưa kiệu lôi thôi đến 2 năm mới được bồi thường hơn 60.000. Món tiền cay đắng ấy, ông bố ôm lại đây, nướng gần hết vào sòng bài. Bà thông cảm Hằng gặp xui xẻo trọn đêm, nhưng bà biết đã đến giờ Hằng phải về nhà vì chồng con đang đợi. Dù Hằng có còn tiền, bà cũng bắt nàng đứng dậy, huống chi vốn liếng của nàng đã gần cạn sạch. Hằng miễn cưỡng đứng lên, lạng quạng bước ra cửa. Mặt trời vừa lên, lấp ló sau hàng cây bên kia đường, chiếu ánh nắng chan hòa trên con phố, xe cộ qua lại còn rất thưa thớt. Cảnh vật hiện ra trước mặt Hằng chỉ toàn một màu vàng úa thê lương. Nàng chui vào xe, hình dung những ngày đen tối sắp tới. Một tuần trôi qua, hôm nay Hằng lại gom góp được mấy ngàn, toàn những thứ tiền vay mượn sinh tử mà nàng phải vận dụng tài nói dối nhuần nhuyễn lắm mới có được. Lúc đầu Hằng dứt khoát dự định sẽ chỉ đến gặp Nghĩa chuộc lại cái nhẫn rồi về ngay. Nhưng sáng nay ngồi trong hãng điện tử, Hằng thấy bồn chồn khó chịu lắm. Nó bắt nàng phải thử thời vận, dân cờ bạc bao giờ trả vậy, khi thua cháy túi thì cực kỳ ân hận. Tự dằn vặt mình vì những ván bài đánh thấp, thề thốt từ nay sẽ bỏ hẳn. Nhưng hễ có tiền trong túi thì đâu lại vào đấy, dứt ra không nổi. Bởi người ta ai cũng có quyền hy vọng, biết đâu Hằng chẳng thắng lớn đêm nay, không những lấy lại được nhẫn mà còn ôm về được số tiền lớn, bù đắp những lần thảm bại trước đây. Hơn thế nữa, cuối tuần này Kỳ sẽ vắng nhà trọn weekend. Hằng có thể thản nhiên nhập sòng mà không cần phải nói dối là làm overtime tại sở. Kỳ lái xe đi xa đến mấy trăm dặm, dự một lớp thiền tổ chức quy mô trong khu rừng vốn dành cho các buổi họp mặt hướng đạo. Cứ theo chương trình thì chiều Chủ nhật Kỳ mới về. Anh say mê ngồi thiền từ mấy năm nay, tính nết trở nên khoan hòa vì dường như chẳng còn thiết gì đến chuyện trần thế nữa. Chung quanh Kỳ, người ta đổ xô vào những lớp thiền như một phong trào thời thượng. Có người học thiền vì cho đó là phương thức thoát tục. Có người ngồi thiền vì lý do sức khỏe, tin tưởng đó là môn thần dược cho một căn bệnh hiểm nghèo mà Tây y bó tay. Người khác lại tìm ở thiền sự quân bình cho tâm hồn,
trong một xã hội đầy dao động và mất thăng bằng. Rồi cũng lắm người hiểu thiền như một con đường giải thoát, một cánh cửa của triết lý nhà Phật. Nói chung, động cơ nào cũng tốt cả, miễn là không quá trớn để trở thành lệch lạc. Thiếu gì bà mê thiền quá đến độ quên cả bổn phận thường nhật với gia đình, rồi lâu lâu lại cũng có bà nhờ thiền mà diệt hẳn lục dục, mặc nhiên cho chồng đi lấy vợ bé, làm đổ vỡ cái gia đình êm ấm sẵn có. Thành ra thiền tự nó mang bản chất tốt, mà đắm say quá thì có khi lại đưa đến tiêu cực. Dĩ nhiên, việc ngồi thiền không đơn giản. Bao nhiêu ràng buộc của cuộc sống đời thường, những hỷ nộ ái ố rất tự nhiên của con người, lúc nào cũng sẵn sàng trì kéo người ta, khiến việc tập trung tư tưởng chẳng dễ gì thực hiện được, dù chỉ trong khoảng thời gian 1-2 tiếng đồng hồ. 3 năm trước, chồng Hằng theo bạn bè đến dự một buổi nói chuyện về thiền. Nhân có một thiền sư từ xa đến thuyết giảng. Anh thấy hay hay, tò mò mua sách về đọc và càng ngày càng bị mê hoặc. Đầu giường ăn bây giờ chất cả đống sách, nội dung dính dáng xa gần đến thiền học. Từ cả ba phái anh biết, sách của nhóm ông Tám, của thầy Nhất Hạnh và ni sư Thanh Hải. Kỳ nghiền ngẫm và tự tổng hợp để cố tìm ra một lối đi riêng cho mình. Anh cũng vùi đầu vào những tác phẩm huyền môn của Đông Phương, tin tưởng có một thế giới siêu nhân sống ngay bên cạnh con người phàm tục. Điều đáng nói là không phải Kỳ chỉ chủ trương ngồi thiền như những người khác. Tham vọng của anh lớn hơn, anh muốn gom góp tất cả tinh hoa của các phái thiền mà anh đang nghiên cứu, rồi từ đó khai mở một phương thức mới để cứu đời. Kỳ cho rằng ngồi thiền không phải là một thái độ ích kỷ mà chính là công tác hoàn thiện xã hội, bắt đầu từ nền tảng hoàn thiện từ mỗi cá nhân, mỗi con người. Ngày Kỳ bước chân vào thế giới thiền cũng chính là lúc Hằng tìm ra cái thú cờ bạc một cách rất tình cờ. Khởi đầu từ một bữa tiệc sinh nhật của bằng hữu, Hằng đến dự rồi đứng xem mấy bà rủ nhau rút xì còm ăn thua 1-2 đồng. Nể bạn, Hằng cũng ngồi vào học chơi, dù trước đó nàng chưa đếm nổi nút bài cào. Như một thông lệ, cờ bạc thường đãi người mới, Hằng thắng liên tiếp cả buổi chiều, giúp nàng phấn khởi, đưa ra kết luận là đánh xì dễ ăn quá. Và vì dễ ăn, nàng thấy thích thú, hễ có ai rủ là lăn vào chơi ngay. Chỉ một thời gian sau, những canh xì còn mỏ láng 1-2 chục để tiêu khiển không còn hấp dẫn Hằng được nữa. Như người nghiện ma túy, liều lượng chỉ có thể tăng lên chứ không thể bao giờ đứng một chỗ hay suy giảm. Hằng càng ngày càng đánh lớn và đến lúc ấy Hằng mới bắt đầu thua đậm, mới thấm thía những thăng trầm của trò chơi đen đỏ, càng thua càng muốn gỡ. Lương bổng hai vợ chồng đều thuộc loại cố định, hoang đầu này thì hụt ở đầu kia, lỡ một canh bạc gặp vận xuôi, bay mất 5-3 ngàn, không biết trông vào đâu để bù đắp lại. Chẳng bao lâu Hằng trở thành con nợ chuyên nghiệp, vay mượn bất cứ chỗ nào có thể bám được. Từ một người vợ bình thường chăm lo đời sống gia đình, Hằng dần dà lơ là bổn phận, quanh co cả với chồng con. Thậm chí nghe tiếng reo phone, nàng giật mình không dám nhấc lên, vì chủ nợ nhiều lần gọi đến nặng lời trách móc. Cũng may, chồng Hằng càng ngày càng mê thiền học, giống như nhiều người đắm mình trong cái thú xem phim tập Hồng Kông. Hằng mừng lắm, nàng chẳng biết thiền là gì, nhưng thấy rõ việc Kỳ mê thiền là một cái lợi cho nàng mà nàng cần phải liên tục khuyến khích. Một trong những cái lợi ấy là tính nết Kỳ dễ chịu hẳn đi và ít có thì giờ để ý đến vợ con. Ngày ngày đi làm về, anh ăn bữa tối rất đơn giản rồi ngồi đọc sách. Đúng 8 giờ rưỡi anh vào phòng riêng, đóng cửa ngồi thiền cho đến khi đi ngủ. 2 ngày cuối tuần kể như anh dành trọn cho thiền, hoặc tại thiền đường trong thành phố, hoặc tham gia các khóa thiền xa xôi như hôm nay. Trước mặt vợ con, dần dà anh biến thành một người xa lạ, sống thong dong bên cạnh gia đình, với một thời khóa biểu sinh hoạt không liên quan gì đến mẹ con Hằng. Nhưng Hằng lại muốn như vậy bởi nàng cần thỏa mãn cái sở thích lớn lao của mình là cờ bạc.
Chiều nay Hằng ở sở về thì Kỳ đã đi khỏi. Hằng hồi hộp lắm, không kịp tắm rửa thay quần áo, chạy vội lên lầu, mở tủ lấy xấp tiền nhét vào bóp, rồi mắt trước mắt sau chạy xuống xe. Đứa con gái ngạc nhiên hỏi, tối nay mẹ lại làm overtime hả? Hằng ngượng ngập đáp, không, nhưng mẹ đi party bên Bắc Thành. Con ăn cơm đi, chừng 10 giờ mẹ về, con nhớ khóa cửa lại. Hằng cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa, Kim ái ngại trông theo và hỏi, ba ti mà mẹ ăn mặc như vậy sao? Hằng cười ấp úng, toàn người quen thân cả, mặc sao chả được, bác ấy tổ chức hát karaoke, chứ có ba ti gì đâu, mẹ cũng hát vài bản cho vui. Nàng chui vào xe, nổ máy lao vút đi. Hằng nghĩ đến Nghĩa, cái nhẫn Nghĩa đang cầm và tự dặn mình lát nữa phải cẩn thận hơn khi lâm chiếu với Nghĩa. Chủ nhà tiến lại sau lưng Hằng, đưa mắt nhìn khắp lượt những khuôn mặt chung quanh và dè dặt đề nghị. Dư chân quá, sao không làm một bàn nữa? Điệp khúc ấy, bà nhắc đi nhắc lại lần này là lần thứ ba, nhưng đám chầu rìa dường như chẳng ai nhúc nhích hưởng ứng. Dĩ nhiên họ biết bà muốn gây thêm một sòng để lấy tiền sâu, nhưng họ lờ đi vì đống tiền cao ngạo trước mắt Nghĩa đang lôi cuốn họ. Họ kiên nhẫn đứng đợi, chờ kẻ nào bị loại khỏi vòng chiến thì nhảy vào thế chỗ, hy vọng câu con cá lớn, chứ bắt tép riêu làm gì. Mãi đến hơn 9 giờ, Hằng mới nhập cuộc, hai người vừa cạn láng, nhìn quanh, thấy không thể cầu cứu ai được nữa, đành uể oải xô ghế đứng dậy ra về. Chủ nhà tiễn ra tận cửa và nói vài lời phân ưu và nhắc họ sáng mai trở lại. Dĩ nhiên bà không cần nhắc, nếu họ xoay được tiền thì có thể chỉ lát nữa thôi, họ cũng sẽ có mặt. Hằng ngồi đối diện Nghĩa, móc ra 2.000 rồi thò tay, rút quân bài tẩy. Một người bảo Hằng, bà bỏ láng quá ít, chỉ nổi đi tiền đường cũng hết rồi. Nghĩa nó lấy thịt đàn người, chỉ ho một tiếng cũng đủ chạy. Hằng ngước lên nhìn Nghĩa, bắt gặp nụ cười và dáng điệu khinh bạc thường liệu lệ của Nghĩa. Nàng lưỡng lự một chút, rồi lôi hết tiền trong bóp, ném lên bàn tỏ thái độ bất cần. Đau lâu, tốn thuốc. Nghĩa gật đầu nhìn Hằng, mỉm cười nói, good luck. Trong lúc đôi tay thoăn thoắt cào bài, rồi đẩy lại trước mặt Hằng. Mời chị. Hằng ngắt cổ bài làm hai, xếp chồng lên nhau, rồi đặt gọn trong cái hộp gỗ. Lao vào trò chơi đỏ đen này đã đến mấy năm mà mỗi lần nhập trận, Hằng vẫn cảm thấy hồi hộp khác thường. Cái cảm giác ngây ngất khó tả lắm, có lẽ còn kích thích hơn cả những buổi hẹn hò, vụng trộm với tình nhân nữa. Liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, Hằng quơ về khá nhiều tiền, có lẽ đã đủ để chuộc chiếc nhẫn và thanh toán vài món nợ lặt vặt. Nhưng dân chơi không ai nghĩ ngang như vậy, gặp vận đỏ phải biết tận dụng khai thác. Hằng nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa đêm, vội vào bếp phone về cho Kim. Con cứ ngủ trước đi, lát nữa mẹ về. Mấy giờ mẹ về, con cài then trong làm sao mẹ mở được? Hằng lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì con bé gãi đúng chỗ ngứa. Hay là mẹ ngủ bên Bắc Thành đi, sáng mai hãy về. Gần 12 giờ rồi, con buồn ngủ lắm, con không chờ mẹ được nữa. Hằng thở phào nhẹ nhõm. Ừ, hay con ngủ đi, nhưng mà ở nhà một mình con có sợ không? Nhớ cài then cửa trước cửa sau cho cẩn thận, mẹ ngủ bên này cũng được. Tại có việc cần, phải bàn bạc với bác Thanh. Hằng cúp phone trở lại đám bạc, bên kia Kim cũng gác máy, hí hửng bảo với thằng kép đang ngồi bên cạnh. Đêm nay chỉ có mình em ở nhà, anh ngủ lại đây luôn với em nhé, chứ về làm gì? Thằng bạn cùng lớp mở to mắt nhìn ra cửa, nửa mừng nửa sợ. Rủi má em về bất tử thì sao? Kim gắt nhẹ. Mẹ em nói ngủ ở nhà người bạn, nhưng em biết bà đang đánh bài ở nhà bà Xuân. Mẹ em mê cờ bạc lắm, sức mới bỏ mà về ngang. Mà dù có về cũng đâu vô nhà được, em không mở cửa thì vô lối nào. Nhưng mà anh lo gì, rủi mẹ em về bất đắc tử thì anh lại leo cửa sổ ra vườn sau như mấy lần trước chứ có khó gì đâu. Thằng kép cởi áo jacket máng lên thành ghế rồi lại hỏi,
Còn ba em, có khi nào anh đang nằm với em mà ông ấy bất thần gõ cửa không? Bố em lúc này lo ngồi thiền nên quên hết chuyện đời rồi. Mà dù có bắt gặp quả tang anh nằm với em, bố em cũng không nói gì đâu. Để chứng minh, Kim kể lại cho người yêu nghe chuyện cô trốn học, bị nhà trường gọi đến nhà báo cho cha mẹ biết. Hằng nổi giận, mắng con mấy ngày liền, nhưng Kỳ chỉ nhẹ nhàng buông cuốn sách, từ tốn bảo Kim: bố đề nghị từ nay con không nên trốn học nữa. Rồi ông lại cúi xuống, tiếp tục xem sách. Giả như bây giờ có trông thấy Kim đang ôm người tình, chắc ông cũng sẽ chỉ: đề nghị từ nay con không nên ôm đàn ông nữa. Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Rồi Kim hỏi: anh có cần phone về nhà không? Thằng nhỏ nhún vai lắc đầu, miệng nói: what for? Rồi quàng tay qua lưng Kim, lôi vào phòng ngủ. Ở sòng bài, đám người chầu rìa đã tản mát ra về hết. Thêm hai tay đang sát phạt cũng cháy túi đứng dậy. Cuộc hỗn chiến chỉ còn diễn ra giữa bốn người, trong đó có Nghĩa và Hằng. Hằng liên tiếp đụng độ những ván lớn và vận đỏ của nàng đi xuống rất nhanh. Mới hơn 2 giờ sáng, trận Thư Hùng đã tàn lụi vì có đến hai người hết tiền. Nghĩa và ông Tâm, một người đàn ông lớn tuổi chủ gara, chia nhau gom sòng. Kẻ ăn người thua ể oải đứng dậy. Quang cảnh này rất ít khi xảy ra giữa đêm cuối tuần như thế này. Hằng tuyệt vọng đưa mắt nhìn ông Dạ Quang đang nằm ngủ trên chiếc sofa ở góc phòng. Đánh thức ông dậy cũng vô ích, bởi nàng đã thiếu ông quá nhiều, không đời nào ông cho vay thêm. Bà chủ nhà thì dĩ nhiên lúc nào cũng cứng rắn, áp dụng mọi chính sách cấm vận, đồng điều đối với mọi thân chủ. Thân đến đâu bà cũng thản nhiên lắc đầu: tôi làm gì có tiền mà cho mượn, có thì đã chẳng phải lấy sâu. Bà thường phân trần như vậy với tất cả mọi người để không ai mở miệng làm phiền đến bà. Nghĩa đứng dậy, dang rộng hai tay, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi rồi khệnh khạng bước vào phòng tắm. Ông Tâm ngồi chậm rãi đến tiền trước mặt Hằng. Từ phòng bên cạnh, bà Xuân dụi mắt đi bước ra, ngơ ngác nhìn cuộc chiến vừa tàn. Bà hốt hoảng kêu lên: ủa, sao nghỉ sớm vậy? Hằng ngước nhìn bà, não ruột thở dài: hết tiền, tôi với ông Trường cùng cháy túi, chỉ có ông Nghĩa với ông Tâm ăn hết. Bà Xuân vội dốc ống tiền sâu, cuốn hết lại nhét vào túi áo. Hằng ghé tai hỏi giọng cầu may: cho tôi mượn độ 2,000, đánh cầm chừng để giữ chân, chứ không thì tan sòng mất. Bà nhăn mặt đáp: tôi làm gì có tiền. Hằng vừa ngượng vừa tức, đã biết trước là chủ nhà keo kiệt mà nàng vẫn thấy cái bản mặt phèm phẹp của bà giờ này đáng ghét hơn bất cứ người nào trên thế gian này. Nàng hầm hầm nhìn bà, nhưng bà không quan tâm đến những kẻ bại trận. Bà khẩn khoản bảo Nghĩa và ông Tâm: chơi đỡ ba tay đi, trời sắp sáng rồi, chỉ một lát nữa thì thiếu gì người đến. Chú Nghĩa lại đây, chính tôi cũng đang muốn đánh một canh. Lời mời gọi xem chừng không được ai hưởng ứng. Theo chủ lệ thường ở các sòng bài, bất cứ khi nào thiếu chân, chủ nhà sẽ nhảy vào ngay tham dự cầm chừng để chờ khách, vì không muốn gián đoạn cuộc chơi, nhất là cơ hội lấy sâu. Tuy vậy, hầu hết các chủ sòng cũng đều xuất thân là dân máu mê cờ bạc, cho nên dù chỉ ngồi vào để cầm chân, họ cũng giao đấu tận tình, ăn thua xả láng. Nhiều người gom góp tiền hồ cả tháng, chỉ một canh ngắn ngủi là nướng sạch. Nhưng riêng cái bà Xuân này là khác hẳn. Rõ ràng bà đánh phé theo kiểu câu giờ, ngồi đưa đẩy cho thiên hạ thanh toán lẫn nhau mà thôi. Ngoại trừ khi rút ra được quân bài lớn nhất, phải đi tiền đầu, thì bà miễn cưỡng quăng ra một hai đồng. Còn kỳ dư cứ kéo quân tẩy lên, chưa kịp nhìn bà đã quay ngang. Tiền sau bà cầm chắc trong tay, chỉ muốn ăn mà không chịu nhả. Thành ra khi bà rủ chơi tay ba thì trên thực tế vẫn chỉ là cuộc song đấu giữa hai người khách. Ghiền xì phé đến đâu, người ta cũng không muốn đánh khi không hội đủ tối thiểu 4 chân bài. Bà cầm bộ bài xào tới xào lui, thiết tha nhắc lại điệp khúc cũ: ở lại chơi đi, bữa nay thứ bảy thiếu gì khách sộp, chỉ lát nữa sợ đẩy ra không hết.
Nghĩa vừa rửa mặt xong, lùa tay vuốt ngược mái tóc lên rồi lau đại bàn tay ướt vào ống quần. Tính gã vốn cả nể nên chỉ cười, không dám thẳng thắn từ chối. Thâm Tâm không muốn chơi nữa, nhưng nếu thiên hạ nài nỉ, gã lại sẽ ngồi xuống để khỏi mang tiếng ăn no. Nhưng rất may cho Nghĩa là ông Tâm mạnh dạn lắc đầu bảo chủ nhà. Ba người mà đánh cái gì, mất sướng. Nhưng mà tôi phải về, bà Xuân ơi, ngủ độ mấy tiếng sáng mai còn lái xe đi xa. Bà Xuân sẵn giọng, đi đâu? Bà cụ tôi mới từ Việt Nam qua, ngày mai tôi đưa xuống Los thăm thằng em. Rồi ông phân trần thêm, tôi còn tới đây dài dài, chứ có đi luôn đâu, chắc ăn là chiều thứ hai tôi sẽ ghé. Ông đứng dậy, lấy giá kịp khoác vào rồi ra cửa. Nghĩa nhìn bà Xuân nhún vai, gã bưng tách cà phê trở lại chỗ cũ, lấy gói thuốc và cái hộp quẹt nhét vào túi áo. Hằng ngồi khoanh tay, mở mắt trừng trừng, nhìn những quân bài rải rác trên mặt bàn, bất giác thở dài nói bâng quơ. Chưa bao giờ xui như vậy. Tôi tính ra thì có lẽ thua đến 10 canh liên tiếp. Ít khi nào đi một lèo như thế, chắc phải nghỉ mấy tháng sẽ xui. Bà Xuân còn đang bực vì cuộc khu chiến diễn ra quá bất ngờ, hờ hững bảo Hằng, cờ bạc đỏ đen là thường, bây giờ cô về hay ngủ lại đây? Ngủ đây thì lên phòng tôi, lấy chăn gối xuống mà ngủ. Bà chỉ cái sofa trống kê hình thước thợ, nối đầu vào chiếc ghế ông dạ quan đang nằm phanh bụng ngủ ngáy như sấm. Hằng thấy bất bình về thái độ của gia chủ, mời nàng sang phòng riêng, chưa chắc nàng đã thèm nhận lời, huống hồ lại bảo nàng nằm đây bên cạnh ông dạ quan. Hằng chưa kịp trả lời thì Nghĩa thấy tội nghiệp vội lên tiếng bảo nàng, chị đi ăn mì với tôi không chị Hằng? Tiệm Hưng Ký mở cửa tới 4 giờ sáng, tôi mời chị đi ăn tô mì cho vui, cho ấm bụng rồi về ngủ, rủ ông Tâm đi luôn cho vui. Hằng đang giận bà Xuân nên đáp ngay, cảm ơn anh, ra xe rồi tính. Nàng không muốn nằm lại đây, một phần vì chán cái mặt bà chủ, một phần vì biết chắc sẽ không ngủ nổi bởi những dằn vặt đang giày vò trong trí. Mà về nhà bây giờ thì vô lý quá, bởi phải đánh thức con dậy mở cửa. Nàng đứng lên, mở bóp tìm sâu chìa khóa rồi theo Nghĩa ra cửa. Bỏ lại bà Xuân một mình thu dọn bãi chiến trường, bên cạnh ông dạ quan nằm ngủ thảnh thơi trên sofa, tiếng ngáy khò khè như người nghẹt mũi. Ngoài sân, đêm mùa hè dịu mát, Nghĩa thấy xe ông Tâm lao vút đi, kêu không kịp. Hằng đứng bên gốc cây, khẽ rùng mình vì cơn gió nhẹ lướt qua. Nghĩa đến sau lưng, nhắc lại lời mời một lần nữa theo thói quen rộng lượng của kẻ chiến thắng. Rồi dặn Hằng, chị biết tiệm Hưng Ký chứ gì, trong khu thương xá Hồng Kông Village, từ đây tới đó chừng 5 phút. Hằng im lặng gật đầu, nhưng Nghĩa lại đổi ý ngay. Hay chị bỏ xe lại đây, đi chung với tôi, ăn xong tôi đưa chị trở lại lấy xe. Hằng đang mệt mỏi nên đồng ý ngay. Nghĩa mở cửa cho Hằng chui vô. Chiếc Toyota Camry của gã tuy còn khá mới, nhưng sặc mùi thuốc lá pha lẫn hương vị thức ăn Tây. Miếng pizza ăn dở quăng ở băng sau, đè lên mấy tờ báo biếu. Bên cạnh một két bia còn nguyên, Nghĩa mở máy và vặn nhạc nho nhỏ. Hằng ngã đầu hẳn ra phía sau trong một tư thế thoải mái giả tạo để che giấu nỗi đau khủng khiếp đang âm ỉ trong lòng. Chiều nay thứ sáu, lẽ ra Hằng phải ở nhà nấu một món ăn đặc biệt để mẹ con thưởng thức cuối tuần, hoặc dẫn nhau rong chơi ngoài phố, mướn phim về coi, hỏi han Kim những sinh hoạt thường nhật trong trường, dặn dò con những điều cần thiết ở tuổi mới lớn, đến cái tủ lạnh trống rỗng vì đã lâu không mua sắm. Chiều hôm qua, trước khi đi đánh bạc, tình cờ mở ra, Hằng cũng không bận tâm, chỉ hững hờ bảo Kim, nhà chả còn gì ăn, con ăn tạm gói mì rồi sáng mai đi chợ luôn thể. Bao nhiêu trách nhiệm vây quanh, Hằng không chu toàn được mảy may, lòng nàng trùng xuống cực kỳ hối hận. Nhưng cái hối hận ấy chẳng có nghĩa lý gì, bởi nó vẫn thường đến với nàng mỗi khi cháy túi, mỗi lần thua là mỗi lần thề, rồi vài hôm sau con ngựa lại quay về lối cũ.
Xe dừng lại trước tiệm ăn, quán rất đông vì dân chơi từ các vũ trường vừa kéo ra. Hằng giật mình lo lắng, chỉ sợ người quen bắt gặp nàng đi với Nghĩa vào giờ phút khuya khoắt này. Lúc nãy khi Nghĩa đề nghị, đầu óc nàng còn nặng trĩu chuyện tiền bạc, chẳng nghĩ được điều gì, giờ mới thấy là liều lĩnh. Nghĩa tắt máy xe, mở cửa, Hằng vẫn ngồi yên không muốn xuống. Chờ Nghĩa giục hai ba lần, Hằng mới phân vân bảo: "Hay là thôi anh Nghĩa, đông người quá." Nghĩa hiểu ý, gật đầu trấn an: "Đông, nhưng mà toàn người Hoa, dân Việt mình ít ai biết tiệm này lắm." Hằng vẫn ngần ngại: "Anh có đói thì vào ăn đi, tôi ngồi chờ ngoài này cũng được." Nghĩa phì cười: "Ai lại làm thế, tôi cũng không đói lắm, chỉ muốn mời chị đi ăn cho vui thôi. Còn nếu chị ngại thì thôi vậy, tôi đưa chị về. Hay là thế này, mình check out, mua về nhà ăn. Chị ăn mì vịt tiềm nhé, tôi mua cho chị mang về ăn." Hằng lắc đầu: "Thôi, phiền anh quá." Thực ra thì chẳng phải Hằng sợ làm phiền Nghĩa. Gã đớp của Hằng biết bao nhiêu tiền tại sòng bạc, mua tô mì thì có gì đáng kể. Nhưng Hằng phân vân vì không biết mang thức ăn về đâu bây giờ. Chẳng nhẽ đập cửa lôi cổ con gái dậy vào giờ này để bắt nó nhìn nét mặt bơ phờ của nàng. Nàng ân hận đã không nhẫn nhịn, ngủ tạm tại nhà bà Xuân mấy tiếng chờ trời sáng. Chỉ vì nỗi buồn thua bạc mà nàng theo Nghĩa ra đây, một điều hết sức vô lý chưa xảy ra trong đời nàng bao giờ. Nó cũng vô lý như việc nàng bỏ con ở nhà một mình để lao vào trò chơi sát phạt. Nghĩa đóng mạnh cửa xe, mở máy. Hằng tưởng gã giận nên đưa mắt nhìn sang bên kia đường và bảo: "Hình như tiệm donut đằng kia còn mở cửa, qua bên ấy ngồi tốt hơn." Nghĩa bằng lòng ngay, dù thực tâm gã không thích chút nào. Ngồi sòng bài từ sáng đến giờ, gã cần một tô mì nước, một bát cháo nóng, chứ bánh ngọt chỉ làm bụng thêm khó chịu. Huống chi cà phê thì gã đã nốc đến hơn 10 ly ở nhà bà Xuân, uống thêm làm gì nữa. Hai người đẩy cửa bước vào, quán nửa khuya vắng nhắc, chỉ có cô gái ngồi quầy đang đọc sách và người janitor đang lau sàn. Tiền bạc dư thừa, Nghĩa gọi cả một đĩa bánh, lấy cà phê cho mình và nước cam cho Hằng. Dưới ánh đèn rực rỡ, hai người đối diện nhìn rõ những nét hốc hác trên khuôn mặt nhau, nhất là vẻ bệ rạc của Hằng. Kể bại trận liên tục, Nghĩa nói chuyện huyên thuyên nhưng Hằng chỉ ậm ừ đáp lại, không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt. Những lúc ngồi ở sòng bài, Hằng luôn luôn tỏ ra sôi nổi hào hứng và có óc khôi hài tế nhị. Giờ này thì thiểu não như cái xác không hồn. Nghĩa nhìn nàng ái ngại: "Chắc chị buồn ngủ lắm." Hằng gượng cười: "Buồn chứ không buồn ngủ." Câu ấy nàng buộc miệng nói thật. Hằng không còn đồng nào trong túi cả. Những ngày sắp tới sẽ thiếu cả tiền chợ. Trước mắt là bữa cơm chay thứ bảy tuần sau mà Kỳ đã dặn nàng chuẩn bị để đãi nhóm bạn thiền ngay tại nhà. Ưu tư nhất là cái nhẫn hột xoàn đang nằm trong tay Nghĩa, hoàn toàn không trông vào đâu để chuộc lại được. Nghĩa nhấp ngụm cà phê rồi đưa bàn tay xoa những sợi râu lởm chởm trên cằm. Câu nói của Hằng vừa gợi lòng trắc ẩn nơi gã, ngẫm nghĩ một lúc gã bảo: "Chắc chị kẹt tiền. Tuần trước tôi cầm cái nhẫn của chị 4.000, bây giờ gửi chị thêm 1.000 nữa cho dễ nhớ. Lúc nào có chị đưa lại cho tôi. Chị đang xui nên nghỉ một thời gian rồi đánh lại. Tôi cũng đã có lúc xui cả nửa năm liền, đụng đâu thua đó." Hằng giật mình cảm động: "Cảm ơn anh, thế thì tốt quá. Thú thật với anh, tôi đang nghĩ xem ngày mai lấy tiền đâu đi chợ." Nghĩa cười chia sẻ: "Dân cờ bạc, dĩ nhiên tôi thông cảm cho chị. Tôi cũng đã có lúc phải đi ăn ké nhà bạn bè cả tuần lễ, xin từng gói thuốc, từng tách cà phê. Nhưng tôi độc thân thì chả sao, còn chị có gia đình." Hằng thấy khuây khỏa phần nào, nói chuyện hăm hở hơn và thôi không hối hận, đã nhận lời đi ăn với Nghĩa giữa đêm khuya nữa. Còn đang vui thì Nghĩa lại đột ngột đề nghị: "Tôi đưa lại chị chiếc nhẫn để chị đeo, chứ không rủi anh Kỳ hỏi đến phiền cho chị. Cứ coi như chị mượn tôi 5.000, lúc nào có thì chị trả."
Không gấp, những tôi để ở nhà, lát nữa chị đi ngang tôi gửi chị. Hằng lặng người xúc động, chớp mắt cảm ơn 2-3 lần. Trong giang hồ chắc chẳng tìm đâu ra một người thứ hai như Nghĩa. Nàng nâng ly nước cam uống một hớp lớn, rồi lảng sang chuyện khác bằng một câu hỏi hoàn toàn lạc đề. Anh Nghĩa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 32. Hằng tính nhẩm rồi nói, tuổi Tí à, vậy là anh thua tôi đến 6 tuổi. Câu chuyện vu vơ làm Nghĩa chỉ cười, gã dục. Chị uống đi rồi mình về, tôi chở chị lại đằng bà Xuân lấy xe, rồi chị theo tôi về nhà, tôi trả lại cái nhẫn cho chị. Hằng hài lòng gật đầu, nhưng lúc chui vào xe, Hằng phân vân bảo Nghĩa, hay là về nhà anh trước đi, không cần lấy xe vội. Nghĩa phì cười, tôi không đổi ý đâu, chị đừng lo, đã hứa trả lại nhẫn cho chị, tôi sẽ không nuốt lời. Chị lấy xe trước, rồi chạy theo tôi về nhà thì tiện hơn, chứ nếu tôi đưa chị tới nhà tôi trước, rồi tôi lại phải chở chị lại nhà bà Xuân lấy xe thì mất công cho tôi quá. Hằng đập tay vào vai Nghĩa phân trần, chết, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi sợ anh đổi ý đâu, tôi biết tính anh nói là làm, nhưng thú thật với anh là bây giờ mới 4 giờ sáng, tôi về nhà thì sớm quá, đánh thức con bé dậy tội nghiệp nó, thường thường ngày thứ bảy có khi 10 giờ nó mới dậy, nhà bà Xuân thì chắc ai cũng đang ngủ mệt, sớm lắm 9-10 giờ họ mới thức, tôi lấy xe đi đâu bây giờ? Nghĩa à một tiếng lớn vui vẻ nói, vậy mà chị không nói ngay, thế thì về nhà tôi ở một mình chẳng quấy rầy ai cả. Vâng, lại nhà tôi ngồi chờ sáng. Nghĩa nổ máy xe và vặn nhạc nho nhỏ theo thói quen. Những con phố vắng tanh, lâu lắm mới thấy một chiếc xe vận tải ngược chiều. Hằng đã vơi hẳn nỗi sầu, thăm hỏi Nghĩa những câu xã giao không cần thiết về cuộc sống của gã mà từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thèm bận tâm chú ý. Gặp nhau rất nhiều lần nhưng chỉ biết nhau rất sơ sài trên bàn xì phé. Giá không ngồi chung chuyến xe như đêm nay, chắc hẳn mãi mãi Nghĩa vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt trước mắt Hằng. Và Hằng đã mất một cơ hội để nhìn rõ cách cư xử hào sảng của Nghĩa. Về đến nhà, Nghĩa mời Hằng ngồi ở phòng khách, rồi mở tủ đem chiếc nhẫn ra trao ngay cho nàng cùng với 1.000 đồng. Hằng run run đỡ lấy, 2-3 lần cảm ơn và chợt thấy yêu đời hẳn lên, như không hề thua bạc và mất ngủ. Nàng bỏ nhẫn bỏ tiền vào bóp, rồi tỉnh táo đưa mắt nhìn quanh, nhận ra cái tivi màn ảnh khổng lồ kê sát bức tường đối diện, cách chỗ Hằng ngồi chưa đến 3 thước. Mấy tháng trước, nàng nghe đồn có người thiếu Nghĩa món tiền khá lớn, lâu quá không trả được, gọi Nghĩa đến xiết đồ đạc trong nhà. Nghĩa chỉ khuân về cái truyền hình, phần còn lại tha cho khổ chủ. Đối với Nghĩa, việc xiết đồ để trừ nợ là điều bất đắc dĩ, gã không muốn làm, bởi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của gã rất đơn giản. Nói đúng ra, Nghĩa ít về nhà, cũng không tiếp khách, thì khung đồ đạc của thiên hạ về để làm gì cho chật chỗ. Một lần Nghĩa đến nhà ông Dạ Quang, buồn cười vì căn nhà ông vốn nhỏ mà bàn ghế, tranh sơn mài, tivi, tủ lạnh, máy hát, ông chất từ trong ra ngoài, choáng cả lối đi, toàn là đồ tịch thu gán nợ. Ở Việt Nam, đôi guốc cũ cũng còn bán được, qua bên này, hàng hóa mới tinh, lôi ra khỏi tiệm là đã mất giá. Ông Dạ Quang dĩ nhiên biết điều này hơn ai hết, nhưng ông vẫn khuân về, không phải vì giá trị món hàng mà vì cần phải trừng phạt những kẻ thiếu tiền của ông quá lâu. Chính sách này cũng giống như một số ngân hàng hiện nay, họ bất đắc dĩ tịch thu hàng loạt những căn nhà mà chủ nhân không trả nổi mortgage. Tịch thu rồi cũng chỉ để đó vì thị trường đang ối độc. Hằng nhìn sâu vào trong bếp và để ý thấy nhà của Nghĩa là một căn apartment còn mới, ngăn phòng gọn ghẽ nhưng đồ đạc hết sức bừa bộn. Nghĩa quơ tay lôi hết chăn mền trên sofa, vứt vào buồng ngủ rồi bảo Hằng, chị ngồi tạm đây, nhà tôi là một cái thùng rác, chị đừng cười. Rồi gã bật tivi và video chiếu cuốn phim Ghost để Hằng coi. Trong lúc gã bước vô phòng tắm, gã xối nước nóng, gội đầu, cạo râu, sấy tóc,
và thay bộ quần áo mà chính gã cũng cảm thấy đã quá nặng mùi. Mọi động tác chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, theo thói quen của một gã đàn ông sống độc thân, chưa bao giờ chú ý đến nhan sắc. Ngoài phòng khách, Hằng mân mê, mê chiếc nhẫn hột xoàn rồi xỏ vào ngón áp út của bàn tay trái. Nàng nghiêng người soi nhẫn dưới ánh đèn, lật qua lật lại xem có đúng là chiếc nhẫn của mình đã đưa cho Nghĩa tuần trước hay không. Chẳng phải Hằng nghĩ Nghĩa tráo cái xấu hơn cho nàng, nhưng nàng sợ Nghĩa đưa lầm cái khác, bởi nghe Nghĩa bảo hiện gã đang giữ đến 3-4 chiếc, toàn là của những người thua bạc. Nghe tiếng cửa phòng tắm vừa mở, Hằng vội rụt tay lại, đặt ngay ngắn trên lòng, làm bộ đang chăm chú xem phim. Nghĩa tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trông gã khác hẳn từ đầu đến chân. Tóc chải gọn gẽ, nhất là khuôn mặt vừa cạo râu nhẵn bóng, xóa hết dấu tích phờ phạc mà Hằng đã quen mắt ở sòng bạc. Gã bảo Hằng bằng giọng vừa nghiêm trang vừa thẳng thắn: "Chị có cần nằm nghỉ một chút không? Ngủ đỡ mấy tiếng cho khỏe. Tôi để đồng hồ báo thức, khoảng 8 giờ dậy rồi tôi đưa chị lại lấy xe." Hằng còn đang phân vân thì Nghĩa lại thêm: "Tôi dọn phòng cho chị ngủ, tôi nằm ngoài này được rồi." Gã đứng dậy toan bước đi, nhưng lại đổi ý đề nghị: "Hay là chị đi tắm một cái cho khỏe, lúc nãy tôi buồn ngủ lắm, thế mà chỉ cần tắm nước nóng là lại tỉnh như sáo. Chị tắm đi nhé, đừng ngại." Hằng cười vì không ngờ Nghĩa tự nhiên và liến thoáng như vậy. Nàng nói: "Tôi có ngại gì đâu, nhưng quần áo đâu mà thay?" Nghĩa nói nhanh: "Thì tôi lấy bộ pyjama mới, chị mặc đỡ. Bộ pyjama tôi mới mua, chưa mặc lần nào." Hằng toan cản lại, nhưng gã bước đi ngay vào phòng ngủ, lôi ra bộ đồ còn nằm nguyên trong lớp bao giấy kiến. Gã cẩn thận lấy cả khăn tắm, bàn chải đánh răng mới trao cho Hằng và nhắc lại: "Tôi vặn đồng hồ báo thức 8 giờ, nếu tôi có ngủ quên, chị dậy trước làm ơn gọi tôi. Tôi đưa chị lại bà Xuân lấy xe." Hằng vẫn ngồi yên, đặt gói quần áo trên lòng và ngạc nhiên hỏi Nghĩa bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Có cô nào sống với anh ở đây không mà đồ đạc đầy đủ vậy?" Nghĩa trợn mắt lắc đầu: "Tôi chỉ mê bà đầm thôi, chị có thấy không? Đánh phé tôi hay rút được 3 đầm. Chị thua tôi 1 ván 3 đầm, chị còn nhớ chứ? Hình như chị 2 đôi xì bạc, tôi kéo lên cây đầm thứ 5 ăn phản. Thôi chị đi tắm đi, tôi dọn phòng cho chị rồi tôi cũng đi ngủ." Hằng miễn cưỡng đứng dậy bước vào phòng tắm. Nàng nhìn mình trong gương và giật mình thấy nước da vàng hẳn đi, màu vàng nhợt nhạt không biết do sự xuống sắc của cơ thể hay do chính đôi mắt thiếu ngủ của nàng đã tự động biến mọi thứ trước mặt thành héo úa. Nàng vặn nước thật nóng rồi vào bồn nằm ngâm mình nhắm mắt lại. Trong giây lát, những suy nghĩ giằng co lại trở về đầy ắp trong đầu Hằng. Lấy lại được chiếc nhẫn cưới và có thêm món tiền nhỏ tiêu vặt, nàng tạm thời giải quyết xong mối bận tâm mới lúc nãy còn dày vò nàng khi tan sòng ở nhà bà Xuân. Nhưng nỗi lo ấy qua đi, nàng mới giật mình nhận ra mình quá liều lĩnh. Nửa đêm đến nhà một người đàn ông lạ, may mà Nghĩa đứng đắn, trước sau chỉ coi nàng như người chị, chứ nếu gã giở trò sàm sỡ, chắc Hằng cũng phải im lặng chấp nhận, bởi chẳng lẽ lại thú thật với chồng là mình đã bỏ con ở nhà cả đêm để đi đánh bạc. Chưa kể những món nợ chồng chất, giật đầu này thiếu đầu kia mà Kỳ vẫn chưa biết. Dù Kỳ đã tắt lửa lòng do công lao ngồi thiền 3 năm nay, thì anh cũng chẳng thể nhịn được nếu khám phá ra vợ mình hư đốn như vậy. Tắm xong, nàng mặc bộ pyjama màu trắng sọc xanh rộng thùng thình ở 2 ống tay và gấu quần. Nàng nhìn mình trong gương và không nhịn được cười. Hằng quấn lấy chiếc khăn bông trên lên đầu, vò nhẹ một lúc rồi lấy lược chải hất lên. Đã toan bật máy sấy nhưng lại sợ làm Nghĩa thức giấc nên cứ để nguyên mái tóc ướt, bước ra ngoài. Không ngờ Nghĩa vẫn chưa ngủ, gã thay ra giường cho Hằng rồi ngồi coi tiếp cuốn video, nghe đi nghe lại bản Unchained Melody mà gã chỉ mới biết đến từ hôm đi xem phim Ghost.
Nhìn cảnh ái ân của Đề Mi Mô trên màn ảnh nhỏ, Nghĩa thấy dâng lên trong lòng nỗi cảm xúc mới mẻ, trộn lẫn sự rạo rực của thể xác. Bất giác, Nghĩa quay đầu nhìn về phía phòng tắm và bắt gặp Hằng vừa bước ra, tươi mát trong bộ đồ ngủ rộng thênh thang, vừa trẻ trung vừa mời gọi. Nghĩa lặng người trố mắt nhìn đăm đăm. Rồi mai đây, mỗi lần cầm đến bộ pyjama ấy, Nghĩa sẽ nôn nao nhớ lại đêm nay, có Hằng là người đầu tiên đã mặc chung áo quần với gã. Thấy Nghĩa còn ngồi ở phòng khách, Hằng sửng sốt ấp úng. Thế anh vẫn chưa đi ngủ à? Rồi nàng lùi lại, ngượng ngùng đứng nép vào cửa phòng tắm, nửa trong nửa ngoài để Nghĩa khỏi nhìn rõ. Hằng vừa giặt chiếc quần lót máng lên cạnh cái khăn tắm của Nghĩa, nàng có cảm tưởng bộ đồ ngủ quá mỏng mà bên trong nàng không mặc gì, giống như khỏa thân trước mặt người lạ. Rất may Nghĩa vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ ngước lên trả lời: Tôi đang coi dở cuốn phim, sao chị không sấy tóc cho khô, để đầu ướt mà ngủ coi chừng bị cảm đấy. Vâng, cảm ơn anh, tại tưởng anh ngủ rồi nên không dám làm ồn. Dứt lời, Hằng thục hẳn vào bên trong, nghiêng đầu sấy tóc. Tiếng máy kêu xè xè bên tai làm át hẳn tiếng nước nhỏ từng giọt tong tong trong bồn tắm, từ cái vòi đó cũ mà Hằng vặn mãi không chặt được. Ngoài phòng khách, Nghĩa thường người ngồi nghỉ ngợi. Qua Mỹ đã hơn 5 năm, chưa bao giờ trong nhà Nghĩa có bóng dáng phụ nữ vào giờ phút khuya khoắt như thế này. Dĩ nhiên Nghĩa cũng đã từng có bồ, Mỹ, Mễ và Việt, Nghĩa đều trải qua nhưng không chung sống. Bề ngoài Nghĩa có dáng nhấp lối cuốn, lại thêm tính tình phóng khoáng, dễ gây thiện cảm, nhưng các cô đều lần lượt bỏ Nghĩa bởi vì khám phá ra gã mê cờ bạc hơn người yêu. Hẹn hò với người tình, không bao giờ Nghĩa muốn lỗi hẹn. Nhưng nếu chẳng may có người rủ Nghĩa đánh bài vào đúng giờ hẹn, thì dù hoa hậu thế giới đang đợi, Nghĩa cũng bỏ. Bạn bè của Nghĩa thường nói đùa: ông già nó có chết nằm đó, gia đình đưa tiền đi mua hòm, mà gặp sòng bài nó cũng xông vào đánh, quên luôn ông già. Mỗi người có một cái tật trời sinh đành chịu vậy, nhưng cũng chính vì cái đam mê đỏ đen quá lớn ấy mà Nghĩa ít tốn tiền cho vấn đề sinh lý. Nói đúng hơn, gã ít nghĩ đến chuyện ấy. Từ lúc mời Hằng đi ăn, đề nghị trả nhẫn hột xoàn, cho đến khi đưa nàng về nhà, tâm hồn Nghĩa hoàn toàn trong sạch, không mảy may vẩn đục. Mãi đến bây giờ tự dưng Nghĩa thấy lòng đổi khác, bừng bừng những khao khát khó tả. Gã ngồi đờ đẫn, gác hai chân lên chiếc bàn trước mặt, đầu óc tưởng tượng mông lung, bồn chồn một lúc, gã tắt tivi, mở compact disc, nhạc hòa tấu êm dịu rồi đứng dậy, bước lại phòng tắm. Nghĩa đứng tựa cửa nhìn Hằng đang sấy tóc. Hằng không nghe tiếng bước chân gã đến gần nên giật thót người khi bóng Nghĩa đột ngột hiện ra ở cửa. Nàng đặt bàn tay lên ngực, thở mạnh rồi nhắm mắt lại và lắc đầu cười: anh làm tôi hết hồn. Cùng với câu nói ấy, Hằng bật nút giảm tốc độ cho tiếng máy kêu nhỏ hơn, đồng thời luống cuống xoay nghiêng người vào phía trong để tránh cái nhìn mà nàng linh cảm thấy khác lạ của Nghĩa. Nàng cố hỏi một cách thản nhiên: anh vẫn chưa đi ngủ à? Nghĩa khoanh tay đáp: chị là khách, không lẽ tôi lại đi ngủ trước? Hằng cười thoải mái: vậy là anh phải thức luôn tới sáng, vì tôi hết buồn ngủ rồi. Có lẽ tôi ngồi coi tivi chờ trời sáng tôi về. Hôm nay chả làm gì, ngủ cả ngày cũng được. Nhưng mà anh có mệt thì cứ đi nằm đi, mặc kệ tôi. Tôi đánh bài suốt 3 ngày 3 đêm còn được kia mà, hôm nay thức chưa đến 24 tiếng thì ăn thua gì. Với lại có chị tự nhiên tôi cũng không buồn ngủ nữa. Miệng nói ra vẻ thanh thản, nhưng mắt Nghĩa đăm đăm theo dõi mọi động tác của Hằng. Tay phải nàng cầm máy sấy, tay trái nâng vạt tóc sau gáy lên cho chân tóc mau khô. Người đàn bà 38 tuổi trước mắt Nghĩa là một trái chín đã trọn vẹn, có sức lôi cuốn ở đỉnh cao nhất trước khi dừng lại và chuyển sang một độ dốc khác của đời người. Nghĩa đứng dậy ngây ngất rồi bỗng bước hẳn vào và kêu lên nho nhỏ: chết, chị gỡ chưa kỹ, còn một cái kim gài ở cổ áo. Chị đừng nhúc nhích coi chừng đâm vào người, để tôi tháo.
Hằng hạ máy sấy xuống, đứng yên chờ đợi. Nghĩa đến sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai Hằng và giữ ở tư thế ấy một lúc khá lâu. Dĩ nhiên chẳng có cái kim nào cả, và dường như Hằng cũng vừa nhận ra điều ấy qua ánh mắt đờ đẫn của Nghĩa mà nàng thoáng thấy trong gương. Tuy vậy nàng vẫn làm bộ hỏi: "Tháo được chưa?" Nghĩa không trả lời câu hỏi, giọng gã lạc hẳn đi. "Chị nhìn trong gương mà coi, chị hơn Nghĩa 6 tuổi mà trông chị còn trẻ hơn cả Nghĩa." Hằng thấy gã thở mạnh rồi bất thần cúi xuống hôn vào gáy nàng. Nàng buông rơi máy sấy và cái lược xuống mặt bàn rồi nhắm mắt lại theo phản xạ. Nghĩa vòng hai tay về phía trước, cuồng nhiệt xoa lên ngực Hằng. Bên ngoài lớp vải còn nguyên mùi sợi, Hằng tự động quay hẳn người lại và cả hai ôm ghì lấy nhau, cuốn quýt như hai con chim được sổ lồng sau những năm dài tù hãm. Buổi sáng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức Hằng dậy, mắt còn cay xè, nàng nhoài người toan nhấc ống nghe ở đầu giường, xì xịt nhớ ra không phải nhà mình, vội rút tay nằm lại nằm im. Nghĩa vẫn ngủ mê mệt bên cạnh, Hằng đảo mắt nhìn quanh căn phòng và bình tâm nhớ lại mọi diễn tiến đêm trước. Chiếc đồng hồ báo thức đặt bên đầu giường đã chỉ quá số 11 và những luồng ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa hè đang chiếu từng vệt dài qua khe cửa sổ, in lên tấm chăn ngủ sắc phủ trên người Nghĩa và Hằng. Nghĩ đến Kim ở nhà, Hằng toan trồn dậy gọi điện thoại về, nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của Nghĩa bởi gã vẫn đang nằm nghiêng, quàng tay qua ngực Hằng và co một chân gác hẳn lên đùi nàng. Hằng nhắm mắt lại và hình dung ra Kỳ giờ này có lẽ đang tập trung tư tưởng để lánh xa hết mọi bi lụy thế tục, hoặc đang đắm hồn theo một bài giảng về thiền mà lúc nào Kỳ cũng nâng niu trân trọng. Cái đam mê của Hằng dành cho bài bạc chưa chắc đã sánh bằng sức đam mê của Kỳ đối với thiền. Người chồng đôn hậu ấy, quanh năm đi làm chỉ đủ sống, nhưng vẫn nhịn bớt tiêu pha để có tiền bay sang tận làng Hồng bên Pháp, làng Cây Phong, Gia Nã Đại và bất cứ nơi đâu anh cảm thấy cần có mặt. Điều lạ nhất đối với Hằng là Kỳ vốn là người Công giáo thuộc loại đạo gốc, gia đình có người đã thụ phong linh mục. Ngày xưa khi lấy Hằng, Kỳ chỉ dạy nàng một niềm tin sắt đá duy nhất là Thiên Chúa. Mọi thứ khác đều là dị đoan, phù phiếm cả. Nay bỗng dưng anh xoay chiều, anh vẫn giữ đạo, nhưng tâm lực dành cho thiền đang chiếm quá nhiều thời giờ của anh. 17 năm sống bên Kỳ, Hằng vẫn tự hỏi tại sao người ta có thể ngoại tình được. Chung quanh nàng chỉ riêng vùng đất Cali này thôi, những vụn trộm chồng chéo diễn ra nhan nhản, những bà sồn sồn bỏ chồng mê kép nhí, Hằng thường nghe kể và chỉ thấy buồn cười. Hôm nay thì chính Hằng đã phản bội Kỳ, mà sự phản bội ấy không ngờ lại diễn ra một cách quá đơn giản. Chỉ do một xúc động nhỏ về sự hào phóng của Nghĩa, do một sự gần gũi tình cờ, hoàn toàn không ai tính toán trước. Và lạ nhất là lòng Hằng vẫn thanh thản, không hề có mặc cảm tội lỗi đối với Kỳ. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Nghĩa ú ớ lật người, nằm ngửa, cố mãi mới nhướng được đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Gã quơ tay chợt ống nghe áp vào tai và cùng lúc ấy gã nhớ ra có Hằng bên cạnh. Nàng vừa bước xuống, đang mặc quần áo, Nghĩa nhìn rõ những vết nứt nho nhỏ như lớp sóng gợn lăn tăn trên hông Hằng. Nàng quay lại, đặt vội ngón tay lên miệng làm hiệu, nhắc nhở Nghĩa sự hiện diện của nàng. Nghĩa bừng tỉnh hẳn, ngồi lên, tựa lưng vào vách, nhìn theo Hằng đang bước vào phòng tắm. Bên kia đầu dây, bà Xuân đang lớn tiếng hối thúc Nghĩa qua đánh bài. "Đủ cả rồi, chỉ thiếu mình chú thôi, ai cũng mong chú, lẹ lên đi." Rồi bà kể tên một loạt những tay chơi mà Nghĩa hiểu rõ tính nết và chiến thuật của từng người. Nghĩa trịch thượng trả lời: "Cứ bắt đầu đi, chút xíu nữa tôi tới." Bên kia còn léo nhéo dục giả hai ba lần nữa, nhưng Nghĩa đã cúp phone. Gã ngồi đờ đẫn tại chỗ, cười cười nhớ lại cuộc mây mưa lúc nửa đêm về sáng và lần đầu tiên thấy câu đen tình đỏ bạc là sai. Rõ ràng gã đã quơ của Hằng cả đống tiền mà Hằng vẫn bỏ chồng đến ngủ với gã.
Trong phòng tắm, Hằng đã đánh răng rửa mặt và chải tóc xong, nhưng rất ngại bước ra. Nhà Nghĩa không có đàn bà, tìm mãi không có một thứ mỹ phẩm nào. Ở tuổi nàng, dù da mặt có tốt đến đâu cũng cần phải có son phấn trợ lực. Loay hoay một lúc, Hằng chợt nhớ tới cây son trong bóp. Nàng chạy ra phòng khách, cầm thỏi son màu đỏ đậm mang vào bồn tắm, tô môi thật dày theo kiểu full lips mà nàng mới quen mắt từ vài tháng nay. Chùm đèn trên đầu tỏa sáng rực, khiến tấm gương phản ánh trung thực từng ly từng tí mọi chi tiết nhỏ bé nhất trên da mặt. Những nếp nhăn đã rõ nét ở hai khóe mắt, những vết nám màu nâu mờ nhạt trên hai gò má phải cần mỹ phẩm để che đi. Hằng chớp mắt thở dài, với tay lấy chiếc quần lót để thay lại bộ đồ hôm qua. Nhưng cái xì lít chưa khô hẳn, Hằng chạy vào phòng ngủ hỏi Nghĩa. Nghĩa có bàn ủi không cho em mượn? Nghĩa đang ngồi dạng chân hút thuốc trên giường, ngơ ngác nhìn Hằng, không hiểu nàng hỏi bàn ủi để làm gì. Tuy vậy, gã cũng đứng ngay dậy, cúi xuống gầm giường, lôi ra cái bàn ủi bám đầy bụi và hỏi lại. Hằng ủi gì vậy? Hằng đỡ lấy và mỉm cười, bí mật không nói được. Nàng kéo tấm chăn trải giường ra giữa phòng khách, cắm điện bàn ủi và quỳ gối đặt lên trên cái quần lót. Hơi nước bốc lên nghi ngút, thoang thoảng chút hương xà bông. Mỗi khi Hằng dí mạnh bàn ủi xuống, nàng lật qua lật lại cho đến khi khô hẳn mới mang vào bồn tắm, cởi bộ pyjama, nàng mặc lại bộ quần áo cũ. Trở lại phòng ngủ, thấy Nghĩa loay hoay đứng trước tủ áo, Hằng bảo, Nghĩa im lặng nhé, em phải phone về nhà xem con bé ra sao rồi. Nghĩa đồng ý ngay. Anh cũng đang lo vì mình dậy trễ quá, đáng lẽ 8 giờ Hằng phải về, rủi anh Kỳ phone vào sở thì sao? Hằng ngồi xuống mép giường, chuẩn bị quay số điện thoại và bảo Nghĩa, anh Kỳ đi ngồi thiền rồi, không có nhà. Anh ấy ở nhà thì sức mấy giờ này em còn ngồi đây với Nghĩa. Nghĩa gật đầu nhẹ nhõm, khoác chiếc sơ mi, bỏ vào phòng tắm. Gã vẫn còn ngượng miệng khi gọi Hằng bằng em, cho nên thường gã chỉ nói trống không. Từ chị đổi sang em, dù sao cũng là một khoảng cách, cần có chút thời gian cho quen miệng. Ở nhà, Kim vừa ăn pancake, vừa thưởng thức chương trình phim vẽ trên TV. Nghe tiếng phone reo, con nhỏ biết chắc là Hằng nên nói ngay, Good morning, mom. Hằng hỏi luôn một hơi dài những vấn an mẫu tử thân tình mà Kim đã đoán trước. Đêm qua con ngủ được không? Ở nhà một mình có sợ không? Con ăn gì chưa? Chờ mẹ về đưa đi ăn sáng. Kim ngắt ngang và bảo, mẹ cứ ở bên Bắc Thành chơi đi, con đi bây giờ đây, mấy đứa bạn rủ con đi picnic, chắc tới khuya mới về. Hằng thở phào mừng rỡ vì đêm qua không có chuyện gì xảy ra mà giọng Kim cũng rất vui, không hề có ý trách móc Hằng vắng nhà. Hằng cảm động hỏi, con có cần tiền thì chờ mẹ một lát, mẹ mang về cho. Những lời ân cần của Hằng, Kim nghe một cách dửng dưng như gió thoảng bên tai. Nó đã quá quen với những lời hứa hẹn không tiền bảo chứng của mẹ. Gần 1.000 bạc, vốn liếng riêng tư của Kim dành dụm khi làm part time mùa hè, bị Hằng mượn cả năm chưa trả. Sòng bài cứ bòn rút dần tài sản vốn ít ỏi của Hằng, lấn sang cả chồng cả con. Chẳng phải Hằng muốn giật của Kim, bởi mẹ nào mà không thương con. Nhưng mỗi khi có tiền thì hoặc phải thanh toán ngay những chỗ tối cần, mà thường chỉ là tiền lãi, còn vốn nợ vẫn nằm nguyên, hoặc phải gom góp càng nhiều càng tốt cho canh bạc sắp tới. Kim chán nản lắm, nhưng không nặng lời trách mẹ, bởi nó cũng có tật mê trai, lao vào đường tình quá sớm. Nó nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc Hằng vắng nhà thường xuyên lại là điều tốt, giúp nó nhiều cơ hội hẹn hò hơn. Chính vì vậy, nó vẫn thường che đậy cho Hằng trước mặt bố. Hằng hỏi lần thứ hai, con đi chơi với bạn phải có tiền chứ, chờ mẹ độ nửa tiếng mẹ mang về cho. Con bé gạt đi, thôi mẹ khỏi về, con đi bây giờ đây, bạn con đang đợi. Ừ, thế thì con đi vui vẻ nhé. À, mẹ dặn cái này, rủi bố có phone về thì chớ có nói là mẹ ngủ bên nhà Bắc Thành đêm qua. Nghe Kim, con bé tặc lưỡi, bố ngồi thiền, còn nhớ gì đến mẹ nữa mà phone về. Ấy là mẹ dặn phòng xa như vậy thôi.
Kim gác máy cười khẩy rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ, vừa mừng vừa giận. Mới 8 giờ sáng, thằng Kép còn đang ngủ vùi sau cuộc truy hoang mê mệt, thì Kim đã lôi cổ dậy đuổi ra cửa sau vì sợ mẹ về. Giá như Hằng phone sớm thì giờ này hai đứa vẫn có thể nằm ôm nhau quằn quại cho đến tối. Kim biết tính mẹ, đã lao vào sòng bài thì khó mà dứt ra được. Họa chăng chỉ có khi nhà cháy hoặc gặp lúc hết tiền thì may ra Hằng mới đứng dậy. Lúc nãy sở dĩ nó đuổi thằng bồ về cũng chỉ vì nó đoán Hằng đã cháy túi, bởi Hằng đánh bài ít khi ăn. Thôi như thế cũng tốt, nó sẽ gọi thằng Kép trở lại, ở bên nhau trọn một ngày dài thoải mái. Buông điện thoại, Hằng lại lên giường nằm. Nàng thấy khó chịu vì bộ quần áo nàng mặc lê lết từ sáng hôm qua thoang thoảng bốc lên mùi mồ hôi và khói thuốc bám vào tại sòng bạc. Nói chuyện xong với con, nàng thấy lòng hết sức thanh thản, chẳng cần phải về nhà nữa, hay là lại thay pyjama nằm lại đây với Nghĩa đến chiều. Nàng biết chắc Nghĩa vẫn chưa đậy giấc, cần nhắm mắt thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Đàn ông bao giờ cũng cần ngủ nhiều hơn đàn bà, nhất là ở lứa tuổi như Nghĩa. Nàng tụt xuống giường, đi vào bếp, mở tủ lạnh và lục các ngăn kéo xem có thứ gì có thể nấu được bữa ăn trưa cho Nghĩa không. Nhưng đến cả mì gói cũng không thấy. Hai cái bồn rửa chén thì ngập lên những nồi niêu ly tách, cơm thừa, canh cặn, vung vãi tứ tung. Đã toan vén tay áo thanh toán giùm Nghĩa, Hằng lại thôi bỏ vào phòng nằm. Trong buồng tắm, tiếng nước xối ào ào xen lẫn giọng hát khàn đặc của Nghĩa, Hằng mỉm cười vu vơ. Giơ bàn tay lên, nhìn lại chiếc nhẫn hột xoàn mà đêm qua dưới ánh đèn nàng còn sợ nhầm lẫn. Nàng thấy Nghĩa là một người rất lạ, từ dáng vẻ bề ngoài có sức lôi cuốn, cho đến cách nói chuyện, tính hào sảng, điểm nào Nghĩa cũng đáng yêu cả. Thế mà Nghĩa vẫn sống trơ trọi một mình cho đến hôm nay, tình cờ gặp nàng. Hằng tò mò, kéo cái ngăn tủ ở đầu giường xem có khám phá được điều gì bí ẩn của Nghĩa chăng. Nhưng chỉ thấy một đống tiền lẻ, toàn giấy một đồng và bạc cách, vứt bừa bãi, đè lên mấy cuốn Playboy. Nàng nhẹ nhàng đóng tủ lại, vừa lúc Nghĩa bước vào. Gã mặc bộ pyjama Hằng mới thay ra và vui vẻ nói: Anh mua bộ này lâu lắm rồi, cứ vứt trong tủ, giá không có Hằng đến đây chưa biết bao giờ anh mới lôi ra mặc. Rồi gã nằm xuống bên cạnh Hằng, chỉ tấm poster khỏa thân rất lớn dán trên bức tường đối diện và bảo: Hồi mới gặp Hằng lần đầu tiên ở nhà bà Xuân, anh thấy quen quen, cố nghĩ mãi xem Hằng giống ai, đến mấy tháng sau mới nhận ra Hằng giống con nhỏ này. Hằng sung sướng đập vai Nghĩa: Anh khéo nịnh nhỉ, em mà đẹp được như vậy. Lại có tiếng phone reo, Nghĩa biết chắc là chủ sòng bài réo gọi nên không thèm nhấc lên. Gã dịu dàng bảo Hằng: Chắc là thiếu chân nên bà ấy mới thúc dữ vậy. Bây giờ em về hay lại sòng bài? À, mà đằng nào em cũng phải tới lấy xe. Anh thắng mấy trận liền, không tới cũng kỳ, phải để cho thiên hạ gỡ chứ. Hằng tỏ ý không bằng lòng. Hôm qua, Nghĩa còn là đối thủ của nàng, hơn thế nữa, chính nàng đã thua hết tiền về tay Nghĩa, cho nên nàng cũng mong Nghĩa nhả bớt ra cho thiên hạ. Nhưng hôm nay, Nghĩa đã là người tình mà nàng cần bảo vệ, giọng nàng tha thiết. Đằng đó có bao giờ thiếu chân, nhưng mấy người ấy đâu có ai chịu mang nhiều láng, ngoài trừ ông Tâm, cò gỗ mổ cò thật. Nghĩa ơi, không phải em xúi Nghĩa ăn non, nhưng Nghĩa đánh với họ, ăn thì trả được bao nhiêu mà thua thì thua đậm. Hay là bữa nghỉ bữa nay đi, em ở lại đây với Nghĩa. Nghĩa cũng biết Hằng nói hợp lý, lại nặng tình như tiếng nói của người vợ hiền. Nhưng đam mê cờ bạc trong lòng gã quá lớn, khó có thể lay chuyển được. Dù không đi thử máu, Nghĩa cũng biết cơ thể mình có máu cờ bạc. Họ chăng chỉ có cách đến nhà thương thay máu thì mới hy vọng dứt bỏ được. Nằm nhà ngày thứ bảy mà ôm Hằng tuy có thú vị thật, nhưng không thể sánh được với cảm giác kích thích của xì phé. Gã biết trước dù có miễn cưỡng quấn quýt bên người tình mới thì đầu óc gã cũng sẽ vẫn bị chập chờn ám ảnh bởi bộ bài 32 lá. Niềm vui xác thịt không thể thay thế được cái thú đỏ đen. Gã phân trần: Anh không muốn mang tiếng là cờ bạc cơm gạo, anh là dân chơi thứ thiệt mà,
Hằng không cần về nhà thì lại đó ngồi chơi với anh. Hằng ngượng ngập, thua liên tiếp cả mấy tháng, em đâu còn tiền. Nhưng mà em nói thật, Nghĩa nên nghỉ bữa nay đi, có ai dám nói Nghĩa cờ bạc gạo đâu. Lần nào Nghĩa cũng đánh đến phút chót, người ta hết sạch tiền, Nghĩa mới đứng dậy, nghỉ một hôm đi, tội gì cho người ta ăn lại của mình. Nghĩa ray rất khó chịu, trầm ngâm không nói, Hằng lại bồi thêm bằng những ngôn từ của người vợ hết mực hiền ngoan. Em đề nghị Nghĩa với em đi ăn sáng, rồi Nghĩa về ngủ. Đêm qua ngủ có mấy tiếng lại ăn uống thất thường, nhỡ ốm thì khổ, phải dưỡng sức Nghĩa à. Để không khí bớt trang nghiêm, Hằng giễu một câu, với lại em chắc chắn hôm nay có đánh, Nghĩa cũng sẽ thua, vì đâu còn đen tình đỏ bạc nữa. Câu khôi hài không làm Nghĩa nhếch mép. Nghĩa miễn cưỡng chấp thuận vì cả nể, nhưng trong lòng đã chớm thấy phiền toái khi dính vào đàn bà. Ôm một đống tiền trong túi mà phải nằm nhà thì chán thật. Gã tự nhủ và chợt nảy ra một câu hỏi mới. Phải chăng vì Hằng thua nhiều quá như con chim đậu cành mềm, nên sợ gã cũng cháy túi như nàng. Tự dưng gã thấy tội nghiệp Hằng, bởi chính gã đã ăn của Hằng nhiều nhất. Gã từ từ ngồi xuống bên cạnh và ôn tồn nói, hôm qua Hằng thua 4.000 phải không? Anh trả lại cho Hằng, còn cái nhẫn thì coi như anh tặng Hằng. Ông Kỳ mà biết Hằng đem cầm cái nhẫn cưới thì chắc ông ấy bỏ ngồi thiền luôn. Vừa nói Nghĩa vừa đứng dậy, lấy chiếc quần máng ở sau cánh cửa, móc ra một xấp tiền đưa cho Hằng. Nàng hồi hộp, đỡ lấy, chớp mắt cảm động, nhét hết vào bóp. Nàng không thể ngờ Nghĩa cư xử rộng rãi như vậy. Nàng quàng hai cánh tay qua cổ Nghĩa, kéo đầu gã xuống, úp mặt lên ngực mình. Nhưng Nghĩa chỉ ngồi ghé vào mép giường, nhìn Hằng và nghiêm trang bình phẩm bằng một giọng nói chuyên nghiệp. Anh để ấy thấy Hằng hay thua là vì Hằng có tật tiết bài. Thí dụ khi Hằng có phế ách, phế già, người ta đánh bao nhiêu Hằng cũng theo là vì thương phế lớn. Đó là khuyết điểm của những người mới đánh xì. Theo hay không, bắt hay không là do mình tính quân bài. Quân bài sáng hay quân bài cạn, chứ không phải vì phế lớn hay phế nhỏ. Hay đôi xì già vẫn thua 3 cây sắt. Hằng phải nhớ điều đó, có can đảm bỏ bài thì mới có cơ hội thắng. Hằng gật gù ra vẻ lắng nghe, tiếp thu kinh nghiệm của kẻ dày dạn chiến trường. Nhưng cùng với câu nói của Nghĩa, đầu óc Hằng xoay chuyển thật nhanh sang hướng khác. Lúc nãy chính nàng khuyên Nghĩa nên nằm nhà và nàng sẽ ở lại bên Nghĩa trọn ngày hôm nay. Lời khuyên ấy rất chân thành, chỉ vì lúc khuyên Hằng chưa có tiền. Còn bây giờ thì tình hình đã đổi khác, có được 5.000 đồng trong túi, Hằng không muốn bỏ phí một ngày cuối tuần hào hứng. Lâu lâu chồng nàng mới vắng nhà cả weekend. Không có tiền đánh bài, nằm ôm tình nhân mới dĩ nhiên rất thú vị. Nhưng có tiền đi đánh bài, Hằng thấy vẫn sướng hơn. Nàng hình dung trước, dù có miễn cưỡng nán lại đây trọn vẹn ngày với Nghĩa, thì nàng cũng sẽ bị chia trí thường xuyên bởi hình ảnh của sòng bài thôi thúc. Chiếc nhẫn Nghĩa đã tặng lại giải quyết xong mối lo gan ruột. 5.000 đồng bonus của Nghĩa cho thêm, coi như của hoạnh tài lượm được ngoài đường, tội gì không đem thử thời vận. Có thua cũng chẳng tiếc, bởi 5.000 đồng ấy kể như đã mất từ hôm qua rồi kia mà. Hằng ngước nhìn Nghĩa, dè dặt ướm thử. Nghĩa nói đúng đấy, em nghĩ lại rồi, Nghĩa nằm nhà cũng không yên đâu, đời nào bà Xuân để cho Nghĩa ngủ, bà ấy sẽ phone cho tới khi nào Nghĩa chịu qua mới thôi. Hay là Nghĩa lại đó chơi đi, em đi cùng với Nghĩa, đủ người thì thôi, nếu thiếu tay thì em đánh. Nghĩa hớn hở đồng ý ngay, gã vội vàng thay quần áo và bảo Hằng. Anh với Hằng kiếm cái gì ăn sáng đã, phở hay bánh cuốn cũng được, đi xa một chút đừng để ai thấy, mấy bữa nay bà Xuân cho ăn toàn những thứ gì đâu khó nuốt quá. Hằng đứng bật dậy nôn nóng gạt đi. Cần gì phải ăn sáng, ngồi đánh bài em nhịn cả ngày cũng chả thấy đói. Đến thẳng sòng bài đi, lát nữa đông người quá mình lại phải chờ. Dĩ nhiên Nghĩa nhất trí ngay, hai người hăm hở sánh vai bước ra đường. Hằng lãng mạn tiếc thầm là không lấy được một người chồng lý tưởng như Nghĩa, hoàn toàn tâm đầu, hợp ý, để chia sẻ mối chân tình đời đời bền vững. Bởi đúng như một câu danh ngôn Tây Phương đã nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.
đó là hướng Sòng Bài. Truyện ngắn Thời Vận xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.